Là nhà điều rơi vào. Đúng rồi, rơi vào Nguyễn Nghịch. Rồi tiếp theo, rồi quý vị vào chùa, quý vị lạm dụng đồ của tăng chẳng hạn. Như đồ của tăng đỡ đâu thì đỡ đó ha. Quý vị đem lấy đồ của tăng, không có hỏi, không xin phép, vân vân. Không hỏi nói xin phép là vừa phạm giới mà vừa gì rơi vào trò lục ngũ ngạch, lạm dụng đồ tăng, vân vân. Cái thứ tư, cái thứ năm đó là làm thân Phật chảy máu, làm thân Phật chảy máu không? Làm sao chúng ta biết được ở giữa dòng người này, giữa người thế gian này, hay người tu hành này, ai là Phật, ai là chưa chứng đắc, vân vân. Chúng ta đâu có biết được ha, chúng ta lỡ ra tay đánh đập hay sát hại gì đó, chúng ta sẽ lỡ làm thân chảy máu ha, mà rơi vào chúng người phê Phật là quý vị cũng rơi vào ngũ ngạch ha, rơi vào ngũ ngạch. Như vậy bài học được ở đây được rất ra là chúng ta không được đánh, không được đánh bất cứ ai. Nếu chúng ta đánh họ thì lỡ như họ là để chứng đắc hoài và Phật, người họ ra sao? Rồi sao? Họ đã làm họ chảy máu dù một chút thôi, giống như đời bài Đạt Đa năm xưa. Đời bài Đạt Đa năm xưa để làm cho thân Phật chảy máu. Đời bài Đạt Đa đứng sâu lùm cây để dùng quật nhọn tấn công Đức Phật, làm cho thân Phật chảy máu, vân vân. Hay là dùng tảng đá từ trên núi mà đẩy xuống hại Phật, vân vân. Rất là nhiều ví dụ để làm cho sao, để làm cho những quả mà của đời Bà Đạt Đa, lẽ ra đời Bà Đạt Đa cũng trở thành vị Bồ Tát như Đức Phật, sau này trở thành vị Phật, nhưng vì sao? Nhưng vì hại Phật, đi tu hành nhưng mà lại hại Phật, nên sao? Nên bị rơi vào cõi giới của địa ngục. Sau đó thì nhờ công đức của Phật để trở nên làm, sau khi chịu hết quả báo thì lại quay lên là A La Hán, trở thành tu tập, trở thành người tốt rồi trở thành A La Hán. Đó là cũng là một cái ví dụ điển hình. Giống như khi xưa có một chuyện giả ra nói là ngài một kiền liên vu oan cho ngài là tôi không nhớ rõ là việc gì đó, mà là đã nói là ngài một kiền liên là làm cái việc gì đó, mà nói chung là vu oan giá họ. Đức Phật nói với, có nghĩa là đi nói xấu đúng không, đi nói xấu. Nhưng mà Đức Phật đã nói với lại ngài chuyện giả là không, đừng có nói nữa, Đức Phật đã biết rồi. Nhưng mà ngài chuyện giả đó vẫn cứ nói. Và Đức Phật thấy ở ngài chuyện giả nói 3 lần, Đức Phật im lặng. Vì sau đó về tới nhà, qua khu rừng thì tự động thần thông bị lỡ lét một mục, mà mục này không có gì cứu chữa được và mạng vong. Như vậy thì quý vị thấy không, điều đó có nghĩa là chúng ta đã phạm vào các giới, phạm giới. Ngài chuẩn giả cũng là một trong những Phật tử tín đồ của Phật giáo ha, rất là yêu chuộng Phật giáo. Nhưng vì sao? Nhưng vì một phút mà đổ vu oan ha, cho ngài một quyền liên. Quyền liên là chúng ta đã biết rồi, ngài ngục quyền liên chính là hiếu đệ nhất hay còn gọi là thần thông đệ nhất. Còn ngài Anan thì đa văn đệ nhất, là người giỏi văn chương, rất giỏi đệ nhất. Còn ngục quyền liên thì hiếu đệ nhất, mà tôi nói là nhất hiếu bất vi tiên, không có gì bằng hiếu đầu tiên đó. Nên vì vậy mà ngài đã làm hiếu đệ nhất rồi thì không ai hiếu hạnh bằng. Mà vì chuyện trưởng giả ra đã đỡ oan giá họ cho ngài một kiền liên. Một kiền liên khi đó là đã là bậc A La Hán, đã chứng đắc quả A La Hán. Mà quý vị thấy không, chỉ đổ lỗi cho bậc A La Hán,
tuy rằng ở trong đời sống nhân sinh của con người là người bình thường, nhưng mà để đức đắc quả A La Hán rồi, đắc quả rồi, nhưng mà ngài có nói là ngài đắc quả đâu, ngài đâu có nói ngài đắc quả, ngài cũng giống như phàm phu chúng ta, cũng thân hình, cũng có máu thịt vân vân, cũng giống như người bình thường thôi, nhưng mà đâu có biết ngài đã đắc quả thì nó nói xấu. Đức Phật lúc đó cũng vậy, Đức Phật lúc đó đã đức đắc quả rồi và cũng sống như hành trì giống như con người, nhưng mà sao người nói xấu, vì nói xấu ngài một quyền liên mà nói xấu một vị ác khác, chỉ đơn giản là nói xấu chưa hại, mà đơn giản nói xấu ngài A La Hán, một vị A La Hán mà để trở thành người đầy một nước, người đầy một nước không cách nào chữa trị, vì mấy tháng sau qua đời vong mạng. Như vậy thì chúng ta không được nói xấu ai cả, bất kể là người đã như thế nào. Chúng ta đã nói mình là người, các vị thề không biết cái clip của tôi thì thôi, nếu đã biết clip của tôi rồi, nghe rồi thì chúng ta hiểu rằng mặc dù cái tu hay không tu thì quý vị cũng đã hiểu thì chúng ta tốt hơn, không nên nói xấu ai hết, vì nói xấu sẽ không có lời của chúng ta, mà định lại ngược lại, nếu quý vị mà nói xấu một người nào đó mà tu hành, một người tu tập kỹ và họ chứng đắc thì họ sẽ làm sao? Mình họ sẽ không có nói mình, nhưng mà mình sẽ bị trắc trở vân vân, thì tốt hơn chúng ta không nên nói xấu ai cả. Đó là điều là chúng ta giữ cái pháp giới của chúng ta vân vân. Còn phần lạm dụng của đồ tăng trong ngũ nghịch thì sao? Lạm dụng đồ tăng là tất nhiên là những đồ dùng tăng của chùa chúng ta muốn còn phải xin phép, không được tự ý lấy đồ không xin phép, chúng ta cũng phạm dục thì sẽ cho ra quản rất là khó. Nên vì vậy mà Đức Phật mới nói là vô ngã, vô ngã trong ngã, vô vị trong vi, vô vi vô ngã, hữu vi vô vi. Như vậy thì chúng ta mới thấy được sự vô vi trong là các pháp mà không hề diệt, còn vô ngã trong ngã, sự chấp ngã mà tạo nên vô ngã. Giống như hôm trước tôi đã giảng rồi, sắc bất thị thì không tức thì sắc. Khi chúng ta nói sự hư vọng hiển vọng, không xanh không đỏ không vàng không tím không, không tất cả đều là hiển vọng, phàm thế thì hư vọng thì đâu là sự thật. Nên chính vì trong ngã của sự quan ngã mà hữu quy trong không nguyên, là Đức Phật đã nói chúng ta vì sao vậy, vì sao có được như vậy, vì Đức Phật đã biết, vì Đức Phật đã biết được các căn tánh của người đời thế gian, của người đời thế gian của chúng ta đó, của người nhất là trong tu hành, Đức Phật đã biết, đã biết mỗi chúng sinh đều có cái căn tánh khác nhau, đều có Phật tánh nhưng cũng có căn tánh khác nhau, chẳng hạn như thượng căn, trung căn và hạ căn, chúng ta có ba căn. Như vậy thì chúng ta thấy thường trung hạ, thậm chí về đó có cả cõi giới của các vị chư Phật cũng vậy, cũng có từ ba căn, cũng đi từ căn trung thượng hạ. Tôi mới vừa nói qua thì đó có nghĩa là chúng ta phải hiểu được sự nghĩa lý của ngã trong vô ngã, và các pháp hữu quy đều có thở diệt và cũng có không có ở đó diệt, đều có đều không, đều không đều hòa định, đều hình, đều tướng, đều biến, điều gì, điều gợi, điều tưởng, vân vân, rất là nhiều. Chúng ta không thấy được sự không này, nó không sắc, không màu, không mùi, không vị, không hương, không nghe, không thấy. Đó là sự gọi là không. Vì nó là không nên chính là nó đã ở ngã. Vì sự ngã mà trong đó có là thường tình, tình ngã là thường, với chính là trong vô tình của sự vô ngã, trong vô ngã, trong sự vô tình và vô thường, vân vân, rất là nhiều. Mà Như Lai đã, trong pháp tạng Như Lai của chúng ta đã biết được về như thế. Chúng ta hôm trước chúng ta đã nói về 12 tầng của Như Lai, điều nói về Ô Đức, Ô Đức Vương, Thái tử Ô Đức Vương đã chứng được
nhiều đó, có thể là sự biến ngại vô trí điều trên trên tất cả các kinh cũng đã nói không? Biến ngại vô trí và sự bất cứ chuyển là không chuyển ha. Đó là điều mà tôi muốn nói cho quý vị ha, được qua cái bài giảng này ha, là quý vị có thêm cái kiến thức của kinh điển mà tu tập được tốt hơn. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.